Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2020, chị Bá Phương đã bị công an bắt tại nhà riêng. Đây là cái giá phải trả cho hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xuyên tạc sự thật, vu cáo chính quyền và tổ chức các hoạt động chống phá nhà nước. Trịnh Bá Phương là con trai của vợ chồng Trịnh Bá Khiêm và Cấn Thị Thêu. Cặp vợ chồng này thường xuyên dẫn đầu đoàn dân oan đi khiếu kiện gây rối an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Chính vì hành vi này nên cả Khiêm và Thêu đã bị pháp luật xử lý bằng bản án tù cho cả hai vợ chồng. Trịnh Bá Khiêm 18 tháng tù giam, Cấn Thị Thêu 15 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Trịnh Bá Phương đã nối nghiệp mẹ cha, cứ như đã thành nghiệp chướng trong một gia đình có em bất mãn chế độ, được thể hiện bằng các hành vi chống đối chính quyền. Y cũng thường xuyên tổ chức đám dân oan đi khiếu kiện, hăng hái tham gia, thậm chí cầm đầu các cuộc biểu tình gây rối cùng với những phát ngôn ngông cuồng nhất giặc mùi phản động mà không hề biết sợ hãi. Không những thế, Trịnh Bá Phương còn đăng tải thông điệp chống phá đất nước, vu cáo và bôi nhọ đảng, chính quyền, xúc phạm lãnh tụ trên các trang mạng xã hội. Liên quan đến vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội thời gian vừa qua, có sự tham gia tích cực của Trịnh Bá Phương. Cùng với cái gọi là Tổ Đồng Thuận, từ năm 2017, Trịnh Bá Phương thường xuyên xuất hiện tại xã Đồng Tâm, lôi kéo, kích động người dân khiếu kiện, chống đối chính quyền. Lợi dụng sự kiện rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, các nhà đấu tranh dân chủ giả tạo trong nước, số cực đoan trong công giáo, tiếp tục vu cáo, bóp méo sự thật, bóp méo tình hình, vu khống chính quyền, công an, quân đội đàn áp dân Đồng Tâm mà không có một minh chứng nào. Trịnh Bá Phương đang ngông cuồng coi trời bằng vung khi y liên tục có những hành vi nguy hiểm chống phá đất nước, xâm phạm đến an ninh quốc gia. Hành vi của Phương phải bị trả giá theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.